Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Lịch của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Người hâm mộ Fulham từng đặt rất nhiều kỳ vọng ở đội bóng quân cưng sau khi đội chủ sân Craven Cottage giành quyền thăng hạng Premier League năm ngoái. Thế nhưng tất cả đã sớm tan vỡ. Hai lần chạm tướng không thay đổi được vận mệnh. Đại diện thành London kết thúc ở vị trí thứ 19 và ngậm ngùi trở lại Championship. Chiến dịch 2018-2019 đáng quên đẩy Fulham đứng trước viễn cảnh trụ cột, tháo chạy hàng loạt. Hôm qua, Sky Sports xác nhận đội bóng này vừa bị tài năng 19 tuổi Ryan Sessegnon thẳng thừng từ chối cam kết tương lai. Theo hãng tin nổi tiếng từ xứ sức sương mù, Fulham đã gửi đến Sessegnon lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới. Thế nhưng ngôi sao đã có mặt 38 trận đấu Premier League mùa vừa qua, cương quyết không chấp nhận. Sessegnon là viên ngọc thô được đánh giá triển vọng bậc nhất bóng đá Anh. Sau mai này đã ghi đến 16 bàn ở mùa giải 2017-2018 bùng nổ. Sky Sports tiết lộ Manchester United đã liên hệ với Fulham về thương vụ tiềm năng, trong khi Tottenham cũng quan tâm đến việc sở hữu chữ ký Sessegnon. Hiện cầu thủ đa năng có thể chơi được ở cả hai cánh, đang tập luyện với U21 Anh, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc European U21 Championship khai màn vào ngày 16 tháng 6. Nhiều khả năng huấn luyện viên người Na Uy sẽ không thể có được những quân bài mà yêu cầu kể từ khi thị trường chuyển nhượng hè 2019 mở cửa. Manchester United đã hoàn tất hai bản hợp đồng mới sau khi sở hữu tài năng của Ajax, Dinan Hogreward. Vào ngày hôm qua, trang chủ Quỷ Đỏ chính thức công bố thêm thỏa thuận với Daniel James từ Swansea. Theo hé mở của Evening Standard, ngoài hai tân binh kể trên, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn muốn gia cố chất Anh trong đội hình bằng những ngôi sao hứa hẹn của xứ sở sương mù. Jadon Sancho, James Maddison, Declan Rice, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Sean Longstaff và Nathan Collins được cho là các gương mặt lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân người Na Uy. Đáng tiếc cho Solskjaer, nhiều khả năng kỳ vọng của ông sẽ không được đáp ứng tối đa. Evening Standard cho hay, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang càng ngày bực bội với mức phí chuyển nhượng quá cao phải chi của các mục tiêu trong danh sách chiến lược gia 46 tuổi yêu cầu. Được biết, Crystal Palace định giá Wan-Bissaka ở mức 50 triệu bảng, hơn gấp đôi ý định đặt giá khởi điểm là 25 triệu bảng của Man United. Maddison và Maguire còn khủng khiếp hơn khi Leicester lần lượt đòi 70 và 80 triệu bảng. 80 triệu bảng là số tiền đội chủ sở Old Trafford chấp nhận chi để sở hữu Sancho. Thế nhưng sự cương quyết từ Dortmund khiến United cũng đang dần chùn bước. Chiến dịch 2018-2019 đã khép lại theo cách đáng buồn với Arsenal, trắng tay trên một đấu trường. Pháo thủ còn mất luôn vé dự Champions League mùa tới, không thể giành một suất trong top 4 Premier League. Thay cho Unai Emery tiếp tục thảm bại 1-4 trước Chelsea ở chung kết Europa League. Việc không có mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu kéo theo những hệ lụy tài chính đến với đội chủ sở Emirates. Huấn luyện viên Unai Emery đang gặp khó khăn trong công cuộc cải tổ lực lượng vì ngân sách chuyển nhượng eo hẹp. Trả lời phỏng vấn TalkSport, cựu ngôi sao Crystal Palace, Clinton Morrison, khuyên đại diện Bắc London nên nhắm đến các mục tiêu có thể sở hữu theo dạng chuyển nhượng tự do, đơn cử như tiền đạo vừa hết hợp đồng với Liverpool, Daniel Sturridge. Sturridge gặp phải nhiều chấn thương, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho phần lớn các câu lạc bộ Premier League. Morrison trình bày, có thể không phải top 3 hoặc top 4, nhưng Sturridge có thể đến Arsenal. Tôi tin rằng Sturridge vẫn đủ giỏi để chơi ở Premier League, cậu ấy sở hữu phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời. Trước các chấn thương, ở phương diện cá nhân tôi nghĩ cậu ấy là chân sút người Anh hay nhất quốc gia. Tôi đang nghĩ Sturridge hay hơn cả Harry Kane, cậu ấy là người có khả năng dứt điểm thiên bẩm nhất tôi từng chứng kiến. Atletico Madrid là một trong câu lạc bộ rất cần sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ mùa hè 2019. Thay cho huấn luyện viên Diego Simeone đang đối diện với viễn cảnh tổn thất nặng nề sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, hàng tấn công cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết khi Antoine Griezmann quyết định rời Wanda Metropolitano để tìm kiếm bến đỗ và thử thách mới. Chính bởi lẽ đó, vị chiến lược gia người Argentina cần tìm ngay phương án thay thế cho hàng công. Trường hợp của Alvaro Morata được ông cân nhắc kỹ lưỡng nhất. Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Chelsea đã thi đấu cho Atletico Madrid một mùa dưới dạng cho mượn. Giờ đây khi mùa giải 2018-2019 khép lại, huấn luyện viên Simeone đang cân nhắc mua đứt ngôi sao người Tây Ban Nha về thành Madrid. Cụ thể theo Marca, Atletico Madrid đã đưa ra lời đề nghị 55 triệu euro cho phía Chelsea nhằm thuyết phục đội chủ sân Stamford Bridge nhà người. Phía The Blues vẫn đang chờ đợi phán quyết cấm chuyển nhượng từ FIFA liệu có được thực thi hay không. Nếu lệnh cấm được thiết lập, Morata nhiều khả năng sẽ phải quay về London. Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía Atletico Madrid, nhưng khoảng thời gian thi đấu cho Wanda Metropolitano của Alvaro Morata cũng không có nhiều dấu ấn. Hãy cùng chờ xem liệu thương vụ mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha của huấn luyện viên Simeone có thành công hay không. Mùa giải này, Nicolas Pepe đã có sự tiến bộ vượt bậc khi anh ghi được 22 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo trong 38 trận tại Ligue 1.
Thành tích xuất sắc đó của chân chạy gành đến từ châu Phi đã giúp Linh cán đích ở vị trí thứ hai, đồng thời giành vé tham dự Champions League mùa sau. Chính vì phong độ xuất sắc như thế nên vào thời điểm hiện tại, Pepe đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang muốn đem một mẫu cầu thủ thi đấu tốt ở cánh về Old Trafford, nên nhà cầm quân người Na Uy đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ cầu thủ 24 tuổi. Ngoài MU, Liverpool cũng rất quan tâm đến tiền vệ sinh năm 1995, khi huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn tăng cường chiều sâu đội hình. Chuyển sang người Đức, muốn cái tên dự phòng cho bộ ba Salah, Mane, Firmino. Do vậy, Bayern Munich trong động thái tìm kiếm người thay thế cho bộ đôi Robbery mới là người dẫn đầu trong thương vụ dành ngôi sao đến từ Ligue 1. Pepe đã từ chối sự quan tâm của các đội bóng ở ngoại hạng Anh mà hướng đến gã khổng lồ xứ Bavaria. Nếu điều này thành sự thật, nhà đương kim vô địch Bundesliga sẽ sở hữu trong đội hình một chân chạy cánh chất lượng. Khi đó, dù có chiêu mộ thành công Sané của Man City hay không, điều đó sẽ chẳng trở thành vấn đề lớn đối với Hùng Sám. Với việc vừa giúp đội tuyển Hà Lan lọt vào trận chung kết UEFA Nations League 2019, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool giờ đã vượt qua cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo để trở thành ứng cử viên đăng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Theo tỷ lệ mới nhất được nhà cái niêm yết, kèo van Dijk chiến thắng của Quả bóng vàng 2019 đang ở mức 8/11, đạt 11/8, xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách ứng viên này là Messi với tỷ lệ 6/5. Dù vừa cùng Liverpool vô địch Champions League 2018-2019 như Van Dijk, bộ đôi tiền đạo Sadio Mane, Mohamed Salah vẫn bị đánh giá thấp hơn Messi với tỷ lệ đạt 1 ăn tới 20. Dẫu sao, họ vẫn còn đứng trên hai ứng viên Cristiano Ronaldo và Raheem Sterling với tỷ lệ 1 ăn 25. Căn cứ vào góc nhìn của nhà cái, có thể thấy Messi đang là đối thủ duy nhất mà Van Dijk cần phải giải chừng. Tuy nhiên, uy tín của Ronaldo cũng có thể tăng lên đáng kể trong trường hợp anh giúp Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan trong trận chung kết UEFA Nations League diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tới. Có một chi tiết khá thú vị là dù đang chiếm ưu thế so với các ứng cử viên còn lại, Van Dijk tỏ ra khá khiêm tốn khi cho rằng anh khó cạnh tranh được với Messi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Phát biểu trước trận chung kết Champions League 2018-2019 diễn ra cách đây không lâu, cầu thủ sinh năm 1991 này cho biết: "Tôi nghĩ Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, anh ấy xứng đáng giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Bây giờ tôi không nghĩ đến danh hiệu cao quý trên, nhưng nếu Liverpool đánh bại Tottenham thì có thể tôi cũng có cơ hội. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn đặt niềm tin vào Messi. Bất kể Barca có đá chung kết Champions League hay không, thì anh ấy vẫn là người giỏi nhất", Van Dijk chia sẻ. Real Madrid đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết sau khi công bố bản hợp đồng mới Eden Hazard. Như đã đưa tin, Real Madrid đã nhắm đến rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu. Mới đây, đội chủ sân Santiago Bernabeu vừa công bố bản hợp đồng mới Eden Hazard, bom tấn rất được chờ đợi suốt thời gian qua. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều gương mặt mà thượng tầng Nhà Trắng muốn đưa về Madrid trong công cuộc cải tổ đội hình mùa hè 2019. Paul Pogba, Christian Eriksen hay Kylian Mbappe là những ví dụ điển hình. Trường hợp của Kylian Mbappe, nếu gặp bến Real Madrid thì sẽ trở thành một bom tấn chấn động lòng túc cầu thế giới. Bởi lẽ, sức hút của thương vụ này là rất lớn. Bên cạnh đó, mức phí chuyển nhượng cũng đòi hỏi phía Real chi ra bao tải tiền để sở hữu được ngôi sao sinh năm 1998. Vậy, làm thế nào để Mbappe có thể gia nhập Rotten Cốt? Trở ngại lớn nhất chính là việc Paris Saint-Germain không muốn bán ngôi sao của mình. Bên cạnh đó, phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chưa quyết liệt. Theo OAS, Kylian Mbappe cần đề xuất mong muốn ra đi cho phía PSG. Bên cạnh đó, bày tỏ việc được thi đấu cho Real Madrid, đây là hành động xúc tác cho thương vụ chuyển nhượng bom tấn, dự kiến có giá trị 200 triệu euro thành hiện thực ở Santiago Bernabeu. Chưa rõ thực hư liệu thương vụ chuyển nhượng này có thành hiện thực hay không, nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ vẫn còn mơ về Mbappe rất nhiều. Sau khi Neymar phải rút khỏi danh sách tham dự Copa America 2019 của đội tuyển Brazil, ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Chelsea, Willian đã được triệu tập thay thế. Ở trận giao hữu với Qatar hôm thứ Năm vừa qua, Neymar đã không may đứt dây chằng mắt cá sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương và chắc chắn không thể cùng đội tuyển Brazil tham dự Copa America 2019 trên sân nhà. Đây là tổn thất không nhỏ với Senegal bởi ngôi sao thuộc biên chế PSG là đầu tàu cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Sau hơn một ngày cân nhắc, Tite cuối cùng đã chọn ra người thay thế Neymar, đó là Willian. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Brazil CBF, Willian đã được Tite triệu tập và cầu thủ 30 tuổi sẽ phải kết thúc sớm chuyến nghỉ mát ở Israel để hội quân cùng các đồng đội. Ngôi sao đóng khoác áo Chelsea đã vượt qua các ứng cử viên khác như Renato Augusto, Benjamin Grant, Vinicius Junior của Real Madrid và Lucas Moura của Tottenham để trở thành cái tên được chọn mặt gửi vàng thay Neymar. Copa America 2019 sẽ là giải đấu thứ 5 mà Willian góp mặt cùng đội tuyển Brazil sau 2 kỳ World Cup và 2 kỳ Copa America. Ngôi sao 30 tuổi là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ 3 trong số 23 tuyển thủ mà huấn luyện viên Tite triệu tập. Với 65 lần khoác áo Senegal,
anh chỉ xếp sau thủ quân Dani Alves 107 lần và trung vệ kỳ cựu Thiago Silva 78 lần. Brazil sẽ có trận mở màn Copa America 2019 vào ngày 14 tháng 6 tới đây, với đối thủ đánh giá khá nhạy ký là Bolivia. Sau đó, huấn luyện Tite và các học trò sẽ lần lượt chạm trán Venezuela và Peru. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.